Xin chào tất cả các anh em. Thì ngày hôm nay thì mình làm một cái video này ấy, thì mình muốn chia sẻ cho anh em đó là cái quy tắc quản lý vốn. Thì như đợt vừa rồi ấy, thì bản thân mình đầu tư thì mình cũng có rút ra một vài kinh nghiệm mà đó là cái nguyên tắc quản lý vốn nó cực kỳ quan trọng. Hay mình đọc rất nhiều cuốn sách ấy, nó cái việc mà mình giữ được tiền ấy nó quan trọng hơn rất là nhiều so với việc là mình kiếm được tiền, hay là so với việc mình có cái cơ hội kiếm tiền ấy. Thì cái việc giữ được tiền ấy nó quan trọng hơn rất là nhiều. Thì giữ được tiền thì quan trọng là cái gì? Cái vốn gốc của bạn, bạn không bao giờ bị mất đi vốn gốc của bạn, để bạn luôn luôn có cái tiền để sẵn sàng cho mọi cái phương án sau này, có thể là để bạn có thể là có tiền mặt. Có một câu nói đó là cái tiền mặt là vua ấy, cho nên là cái tiền mặt nó luôn có một vai trò cực kỳ quan trọng trong cái quá trình đầu tư của các bạn. Tôi lấy ví dụ cho các bạn là như cái thời gian vừa rồi khi mà mình áp dụng theo cái phương pháp đánh đáy, thì mình thấy rằng là cái tài sản mình nó tăng lên hàng ngày, và nó và cũng không phải quá là vất vả lắm. Thì đối bản thân mình ấy, thì mình đánh theo cái việc mà long term, có nghĩa là mình xác định một cái dự án. Cái bước đầu tiên đó là mình xác định một cái dự án nó tiềm năng tăng trưởng trong tương lai rất là dài hạn. Ví dụ như cái đồng nia này thì mình kỳ vọng là nó sẽ có khả năng là tăng lên vừa tới là 25 đến 30 đô, cho nên cái việc mà mình sẽ đánh long term cái đồng nia này là 25 đến 30 đô. Tuy nhiên không phải là bởi vì mình kỳ vọng đến 25 đến 30 đô cho nên là mình cứ giữ nó từ lúc mà mình mua tới mình mua là khoảng 2 đến 3 đô, mình giữ luôn đến 30 đô. Bởi vì trong cái quá trình mà để mà tăng lên 30 đô ấy, nó có rất nhiều những lần điều chỉnh lớn. Những lần điều chỉnh lớn, và nếu như mà ấy, mỗi một lần điều chỉnh lớn thế mà các bạn không có tiền mặt ở trong người thì nó rất là lãng phí cho những cái cơ hội mà các bạn có thể gia tăng cái số lượng coin của các bạn, đúng không? Thế thì bản thân mình thì mình có một cái chiến lược để gia tăng cái tài sản bền vững cho cái người holder, cho những người long term như sau. Đó là quản lý vốn mà thôi. Nó đến từ cái việc mà chúng ta biết cách quản lý vốn để làm sao cho cái tài sản chúng ta luôn luôn tăng trưởng một cách bền vững. Thì bản thân mình chỉ có một cái điểm mua thôi, sau đó là mình một điểm mua all in và mình get out dần dần. Đấy. Đầu tiên đó là gì? Là sau mỗi một cái lần nó lên đỉnh điểm ấy, một cái đồng coin thì nó có gọi là nó có bốn bốn cái giai đoạn khác nhau. Đấy, bốn cái giai đoạn khác nhau mình chia sẻ cho các bạn. Nó bốn cái giai đoạn đó là gì? Cái giai đoạn đầu tiên nó là một cái giai đoạn gọi là giai đoạn tích lũy. Cái giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn tăng trưởng. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn phân phối. Và giai đoạn thứ tư là giai đoạn giảm giá. Thế thì cái việc mà khi mà Cường là một nhà đầu tư ấy, thì Cường chỉ lựa chọn cái việc mà Cường mua một cái đồng coin trong cái khu vực nó trong giai đoạn là tích lũy và chuẩn bị chuyển sang cái giai đoạn tăng trưởng. Thế thì cái giai đoạn này ấy, nó giống kiểu là sau một cái chu kỳ, có nghĩa là sau một chu kỳ giảm giá nó sẽ chuyển sang một cái giai đoạn tích lũy, và Cường sẽ mua cái đồng coin đấy ở trong giai đoạn tích lũy đấy và chuẩn bị bắt đầu sang giai đoạn tăng trưởng, đó chính là khu vực này. Thế thì khi mà Cường mua khu vực này thì Cường trung bình giá được ở cái vị việc là khoảng 2,2 đô đến 2,5 đô trên một đồng coin. Thế thì sau một cái thời gian đấy, sau một cái thời gian thì cái đồng coin đấy nó lãi, nó từ 2,3 đi, nó lên trên này nó lãi được khoảng 400%, đúng không? Nó tăng thêm là có nghĩa là x5 đấy, nó tăng big 400%. Thì khi mình lên trên này ấy, thì chắc chắn là gì, là ở bên dưới này mình đã mua all in rồi, mình đã mua all in có nghĩa là mình bỏ tất cả cái tài sản của mình ra để mình mua all in. Tuy nhiên là gì, sau một cái giai đoạn tăng trưởng mình đã all in rồi cho nên mình không còn tiền mặt nữa, và tất cả những số coin mình mua thì mình cho vào stake, đúng không, cho vào stake. Nhưng mà ấy, trong cái quá trình tăng trưởng, sau khi nó tăng trưởng quá lớn rồi ấy, thì có thể nó tụt bất cứ lúc nào, nó tụt bất cứ lúc nào. Đấy, ví dụ là đến cái giai đoạn phân phối thì nó có thể tụt tới, thậm chí mình đang dự đoán nó có thể tụt tới 4,7 đô, có nghĩa là tụt đến 60%. Và nếu nó tụt 60% thế thì cái hành động của bạn đến lúc đấy như nào, trong khi bạn không có cái tiền mặt trong người, thì mình mới nghĩ một cái phương án cực kỳ quan trọng, đó là một cái quy tắc là quản lý vốn, là bạn cần phải quản lý được cái nguồn vốn của mình. Sau khi tăng trưởng lớn thì bạn phải làm cái nhiệm vụ đầu tiên đó là get out phần gốc của mình ra. Dù không quan trọng, bạn đã có lãi rồi và bạn get out toàn bộ phần gốc của mình ra, và bạn cho tất cả những cái đồng lãi coin ấy, có nghĩa là bạn rút vốn ra rồi nhưng còn cái số lượng coin bạn lãi thì bạn lại cho vào stake. Thì cho vào stake thì
thì mỗi một cái năm thì bạn lại được khoảng 11%, 11% số coin. Và hàng ngày thì bạn sẽ được gì? Hàng ngày thì bạn sẽ được được số coin, ví dụ như hàng ngày bạn được số coin thì bạn có thể lấy cái tiền đấy là bạn chi tiêu. Còn nếu như mà ví dụ như là bạn này không cho stake mà bạn chỉ nghĩ trading 100% ấy, thì khi mà bạn cần cần tiền ấy thì bạn lại phải rút cái đồng vốn gốc ra. Và trong quá trình chơi thì thực sự mình cảm thấy rất là khó, mặc dù mình đã cũng đã biết xem đồ thị, nhưng mà để mà mình chơi ra ấy, mình chơi mình tối ưu được nó rất là khó. Cho nên và trong mình cũng đọc trong cuốn sách đó, bước đi ngẫu nhiên đó, những nhà đầu tư ấy, mua và nắm giữ ấy, thì lại có lợi nhuận trung bình cao hơn những nhà trader. Và mình cảm thấy là phương pháp đầu tư đấy nó nhàn hạ hơn mình rất là nhiều đấy. Thì khi mà mình rút vốn ra thì mình cứ để cho cái thị trường nó hoạt động, và mình stake và mình được lãi hàng hàng ngày, và mình cần chi tiêu gì mình có thể rút phần lãi ra và không ảnh hưởng số coin gốc. Và số coin gốc đấy kể cả thị trường nó cứ tụt đến 80% mình vẫn không 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 cảm thấy quá là bất an, bởi vì mình đã lãi rồi, đúng không? Mình đã lãi rồi và mình chờ cho nó bằng được tới cái mốc là khoảng 30 đô thì mình mới cash out toàn bộ cái số tiền tiền lãi của mình ra. Thế thì khi mình lên 30 đô ấy thì cái tài sản ở đây ấy, nó lại nhân thêm khoảng cái tài sản đây nó lại nhân thêm khoảng 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 4 lần nữa. Thì khi nhân 4 lần nữa thì cái số tài sản của mình nó lên rất là nhiều. Và bản thân mình luôn nghĩ là gì, làm giàu ấy thì không cần phải giàu quá nhanh đấy, cứ làm giàu chậm nhưng mà chắc, có nghĩa là mình sẽ chờ đợi cứ bằng được cái bởi vì khi mà mình get out ra mình không biết là liệu cái việc mà mình get out ra đây ấy nó có đúng không, bởi vì bạn get out ra đây bạn nghĩ là nó giảm xuống đây nhưng mà hoàn toàn thị trường nó có thể đi ngược lại, là nó có thể tăng lên khoảng 30 đô và lúc đấy bạn sẽ ngồi bạn tiếc. Nhưng mà khi mà bạn chốt ở đây bạn biết là à thế là đủ rồi, và bạn get out phần gốc của bạn ra và cộng thêm một phần lãi để bạn phục vụ cho sinh hoạt cũng như là cái vốn để là gì, để khi mà thị trường nó đảo chiều mạnh ấy thì bạn vẫn có tiền bạn bạn mua thêm vào. Và khi bạn mua thêm vào xong rồi, ví dụ như là bản thân mình quy định là gì, mình chỉ mua khi mà cái đồng coin đấy giảm tới 60%, bởi vì mình xem lịch sử của các đồng coin ấy thì mỗi một lần giảm sâu thì nó thường giảm tới 60 đến 70% thì nó đạt thì nó sẽ có những sóng hồi rất là lớn. Ví dụ ở đây nó giảm tới 60%, hay là đến tận đây thì nó giảm tới, thực sự nó giảm tới 80%. Thế thì tùy cái việc mình quy định thôi, thì mình sẽ chỉ mua cái đồng coin khi mà cái đồng coin đấy giảm giá tới 60 đến 60% tới 70% thì mình mới bắt đầu mình mua vào, mình mới bắt đầu mình thu gom lại những đồng coin. Và khi mình thu gom lại những đồng coin ấy và bắt đầu vào chu kỳ tăng trưởng mới, thì sau khi mà nó ví dụ nó sau khi cái thời kỳ này nó giảm tới 70% đi, nó giảm đây thì mình sẽ lại dùng cái vốn gốc này mình sẽ mua all in lại tất cả những cái số coin, và lúc này mình gia tăng được số lượng coin rất là nhiều. Và khi chờ thị trường nó bắt đầu nó tăng lên một thời gian, ví dụ tăng lên x4 nữa, nó tiếp tục tăng lên x4, ví dụ nó tăng lên khoảng 15 đô, đúng không? Tăng lên khoảng 15, 16 đô, 17 đô đi, thì mình nghĩ lần này nó sẽ giảm xuống đây và nó sẽ bắt đầu chu kỳ để tăng lên khoảng 17 đô. Và sau khi tăng lên 17 đô thì mình lại tiếp tục mình lại tiếp tục mình get out phần gốc của mình ra, mình lại tiếp tục mình get out phần gốc của mình ra, và mình cũng lại để toàn bộ cái phần cái số coin mà mình lãi được thì mình lại cho stake tiếp. Thế thì mỗi một lần như vậy thì mình đánh thì mình thấy là nó cái tỷ lệ chắc ăn của nó ấy, cái tỷ lệ chắc ăn nó hầu như tới 90% là cái tài sản của bạn chỉ có tăng lên thôi, chỉ có tăng lên thôi, và nó tăng lên một cách cực kỳ bền vững, một cách cực kỳ bền vững, và cái tâm lý đánh cực kỳ thoải mái, bởi vì sao, nó không ảnh hưởng đến số vốn gốc của mình. Cho nên là thị trường nó có giảm bao nhiêu ấy mình vẫn có lãi rất nhiều rồi, cho nên không vấn đề gì cả, cứ để cho nó giảm thôi, bởi mình đã cái out phần gốc mình ra rồi. Thế thì khi mà nó cứ thế, mình cứ thế mình lặp đi lặp lại và mình không ăn những cái sóng nhỏ, nghĩa là mình không không cần phải chơi những sóng nhỏ. Những sóng nhỏ ở cái vốn lớn ấy thì mình không cần chơi những sóng nhỏ, ví dụ như nó tăng giảm 20-30%, 30-40% nó là chuyện rất là bình thường, và mình không cần phải ăn tất cả những sóng nhỏ đấy, và mình chỉ đánh những sóng lớn, có nghĩa là gì, nên sóng lớn cash out gốc ra và lại chờ sóng giảm từ 60-70% mới bắt đầu mua lại. Còn khi mà nó tăng giảm 20-30% thì mình sẽ không mua lại, mình chỉ cho stick để ăn lãi coin thôi, ăn lãi ổn định và số coin cứ thế tăng trưởng theo thời gian.
và cũng chỉ đánh trung thành một một hai đồng coin mà có cái nền tảng công nghệ tốt và đang được định giá là undervalue, và mình sẽ trung thành với những đồng coin đấy để mình đi dài hạn với nó. Và nếu mà đánh như thế và nguyên tắc kỷ kỷ luật được như thế và luôn giữ được cái phần gốc của mình thì chắc chắn là cái tài sản của chúng ta sẽ càng ngày chỉ càng tăng trưởng lên mà thôi. Và bản thân mình hiện tại đang làm như vậy, và trong quá trình mình đánh thì mình cảm thấy cực kỳ bình an và cực kỳ cảm thấy nó tự tin là trong cái tương lai của mình sẽ có được những cái tài khoản lớn. Thì còn cái việc mà ăn sóng nhỏ ấy, thì các bạn muốn chơi thì các bạn có thể là trích ra khoảng khoảng 20-30 đến 50.000 đô đến 100.000 đô chẳng hạn để bạn chơi chơi theo sóng. Còn ví dụ như khi bạn đã phân loại vốn ra ấy, thì phân phân loại vốn để stake thì là riêng, và bạn sẽ không bao giờ động vào cái tài khoản đấy cho tới khi nào nó đạt được cái target là 30 đô, ví dụ thế. Còn lại là một cái tài khoản gốc, có nghĩa là cái tiền gốc của bạn ấy, thì bạn phải luôn bỏ ra ngân hàng, có nghĩa là rút tiền ra khỏi 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 Bitcoin, rút tiền ra khỏi USDT chuyển sang Việt Nam đồng bỏ vào tài khoản, để khi mà thị trường nó đạt đủ cái điều kiện là gì, giảm từ 60-70% đúng cái target của mình thì bắt đầu mình sẽ mua lại cái số coin. Còn lại là ví dụ bạn có một cái tài khoản chain là khoảng 50-100.000 đô hay là 200.000 đô thì bạn cứ để trong thị trường, khi mà thị trường giảm mà bạn cảm thấy là nó sẽ hồi phục trở lại thì bạn lại mua vào, bạn chơi đi chơi lại cái số tiền đấy thôi. Thì cái nguyên tắc quản lý ấy, đúng không, thì chúng ta phải chia ra khoảng ba cái khoản quỹ, thì mình sẽ tính luôn đây, chúng ta phải chia ra khoảng ba khoản quỹ. Thì khoản quỹ đầu tiên đó là khoản quỹ vốn gốc, có nghĩa là mình luôn luôn phải giữ được gốc sau khi có lãi lớn là phải cash out gốc đầu tiên. Cái vốn thứ hai đó là khoản vốn để hold stake, có nghĩa là mình chỉ hold stake và mình không quan tâm thị trường, hold stake tới khi nào đạt được cái target dài hạn. Còn cái khoản quỹ thứ ba đó là khoản quỹ chơi, có nghĩa là bạn chơi đi chơi lại ăn những sóng ngắn hạn, thì dựa vào kỹ năng chơi của bạn để bạn gia tăng cái sóng ngắn hạn cũng như có cái cảm nhận thị trường tốt. Thì đây là ba khoản quỹ để giúp cho bạn luôn luôn là có một cái hoạt động tài chính tốt này, cái phương án đầu tư an toàn này, cũng như việc mà gia tăng tài sản ổn định. Thì như mình nói ấy, thì nếu mà làm cách này ấy, thì bạn sẽ giàu từ từ, có nghĩa là gì, bạn sẽ giàu chắc chắc ăn. Còn nếu như mà nhiều người đánh all in, có nghĩa là phải cash out hết, thì có thể là bạn cash out đúng, đúng không, bạn cash out đúng nhưng mà ấy, có thể bạn cũng cash out sai, bởi vì sao, nó vẫn còn còn tiềm năng tăng trưởng. Và nếu mà như bạn cash out toàn bộ ấy, thì thị trường nó có thể tiếp tục nó tăng lên. Nhưng mà nếu như bạn cash out đúng thì bạn sẽ giàu nhanh hơn, có nghĩa là bạn cash out đúng khi mà thị trường nó sập bạn có thể mua lại thì bạn cũng sẽ giàu nhanh hơn. Nhưng đối với mình ấy, thì mình chọn phương án là an toàn, mặc dù mình cũng có khả năng đánh giá nhưng mà thực sự là gì, cái thị trường nó mang tính ngẫu nhiên, cho nên là cái việc mà tăng giảm một đồng coin ấy, đôi khi ấy, nó phụ thuộc các yếu tố cực kỳ ngẫu nhiên và chúng ta không thể đoán trước được. Cho nên khi mà mình hiểu được những yếu tố đấy thì mình đánh lựa chọn phương pháp an toàn, mình chia ra làm ba khoản vốn như vậy, và mình mong muốn là cái tài sản của mình sẽ tăng trưởng ổn định theo thời gian, dù không cần phải là quá nhanh, dù cần phải quá nhanh, và để mình đánh đổi những cái rủi ro mình gặp phải. Là rủi ro là gì, rủi ro ở đây là một là cash out quá sớm, cái rủi ro thứ hai đó là gì, cash out quá muộn, và không nếu mà cứ all in trong thị trường có thể là đến lúc thị trường downtrend thậm chí là gì còn không có tiền để mà vào thêm, và lúc đấy chúng ta chỉ còn cách là nhìn thị trường cứ thế rớt tài khoản, cứ thế rớt tài khoản. Còn khi mình đã cash out phần gốc của mình ra và một phần lãi rồi ấy, thị trường rớt mình vẫn cảm thấy vui, bởi sao, mình sẽ bắt được đáy, mình sẽ mua được số lượng coin nhiều hơn. Còn thị trường tăng bởi sao thì mình cũng vẫn vui, bởi vì sao, là mình vẫn còn số lượng coin rất lớn đang stake, và cái số coin mà nó vẫn sản sinh ra hàng ngày cho mình ấy, nó giá trị nó càng ngày càng tăng lên. Và đặc biệt là gì, mình không bao giờ mất giảm số lượng coin của mình đi, bởi vì sao, mình luôn có cái phần lãi nó sinh ra hàng ngày, và nếu như cái số tiền stake của mình lớn ấy, thì phần lãi đấy nó đủ cho mình sinh hoạt cả hàng tháng, hay đi đi du lịch vòng quanh thế giới. Ví dụ bạn có khoảng 3 triệu đô để stake chẳng hạn, 3 triệu đô stake trong vòng 1 năm, thì bạn hoàn toàn có thể là có khoảng một một năm bạn hoàn toàn có thể thu được khoảng 400.000 đô. Và nếu như 400.000 đô có nghĩa là một tháng bạn có thể thu được khoảng là 300 là 3 30.000 đô, có nghĩa là một tháng bạn có thể là thu được tiền thu nhập thụ động tới là 700 triệu. Và nếu bạn có 700 triệu thu nhập thụ động một tháng thì bạn tiêu chi tiêu gì cho hết, đúng không? Bạn có thể chi tiêu mọi thứ, hành đi du lịch mọi nơi mà không ảnh hưởng đến số coin gốc của bạn, không bao giờ giảm đi cái số lượng coin gốc của bạn.
Và dù thị trường có bất cứ một cái biến động gì, thị trường giảm thì bạn đã có phương án dự phòng về cái quỹ đầu tư, cái quỹ backup, cái quỹ gốc của bạn, hay thị trường tăng thì bạn vẫn còn coi trong thị trường và cái giá trị tài sản của bạn càng ngày càng tăng lên. Thì đây là cái phương án mà mình thấy rằng là trong cái quá trình đầu tư thì mình thấy rằng đây là một phương án cực kỳ thông minh và nó giúp cho cái tâm lý của những nhà holder ấy nó sẽ trở nên tự tin hơn rất là nhiều trong cái quá trình chúng ta giao dịch, và mình nghĩ rằng nó là một video cực kỳ hữu ích cho tất cả anh em. Nếu như anh em cảm thấy hay thì có thể là áp dụng tham khảo cái phương pháp này để áp dụng cho chính bản thân mình, để có thể là có cái tài sản lớn trong thời gian sắp tới. Thì ok, cảm ơn các anh em, chúc anh em có thể kiếm rất nhiều tiền trong tương lai và gia tăng tài sản một cách cực kỳ ổn định nhé.